Thưa Đức Huy, xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngay sau giờ khai mạc thì bác sĩ Đức Huy nắm bắt được cái thông tin có giao dịch cây rồi. Và anh ơi, giao dịch cái cây trong chậu này hay là cái cây ở cái chậu trắng này? Tưởng là cái cây ở cái chậu trắng này. Các anh ở trong kênh YouTube có thể dừng nói được không ạ? Nói phần của MC rồi đấy, đâu MC nói. Em đi, em nói đi, bây giờ là nhường hết phần cho em. Nói gì đây em ơi? Sau khi mà khai mạc triển lãm sinh vật cảnh Ninh Bình sẽ có một cuộc giao dịch tiếp theo được diễn ra tại đây, là một tác phẩm cây xanh cổ của anh Đặng Thụ và người sở hữu hiện tại bây giờ và chuyển giao cho anh Triệu Bùi Thái Bình. Và một tác phẩm xanh cổ rất là đẹp. Thì một cây xanh hai thân quý vị nhá, dáng mẫu thử của anh Đặng Thụ. Anh Đặng Thụ đã nói một chút về chuyển nhượng cho anh Triệu Bùi Thái Bình. Cả các anh chị em ở đây biết về tác phẩm của anh cũng như là giá thế. Mọi người vẫn đang dùng tiệp thì các anh đã bắt tay rất nhanh. Cảm ơn tất cả anh em truyền thông. Đây anh Đặng Thụ đây. Cây hai thân này trước kia là mình thì chỉnh sửa. Em nói cho anh xem nào. Hai ba lần thôi. Bao nhiêu? Cũng có duyên với cây này là trước là của anh Bàn bán cho anh Sử. À. Sử lại bán cho Tuấn, Tuấn để hiểu mình. Vâng. Hôm nay rất vui và cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cuộc chơi cho anh em. Thì cũng có tham dự tác phẩm của mình thì hôm nay anh Triệu đi chơi triển lãm lại thích và anh có bảo là nhượng lại cho anh chơi. Vâng ạ. Thì cảm ơn anh Triệu. Và bây giờ em xin canh một tràng vỗ tay thật lớn đi để cho mọi người anh chúc mừng hai anh nhá. Rồi hai anh nhìn lại ở đây ra đây cho em ơi. Lùi lại tí anh ơi. Đấy. Cúc đứng gần mà. Cúc đứng gần mà anh Triệu một chút. Chúc mừng hai anh. Nào. Anh nhìn đây nào. Anh hướng mắt vào màn hình chút nhá. Ok, xin cảm ơn các anh. Giờ nhất là phải cài xuống lùi ấy. Cao thủ mà gặp xoái ca là cứ ok thôi chứ. Anh Triệu hôm nay chúc mừng anh nhé. Anh cảm ơn anh đã sở hữu một cái cây thầm trung rất đẹp. Vâng. Giá anh có bật mí nó khoảng năm nào? Mấy chục con đúng không? Đẹp. Bao nhiêu rồi? Trên 300. Dạ vâng. Chúc mừng anh Triệu với cả anh Đặng Thụ trong buổi trưa ngày hôm nay tại triển lãm sinh vật cảnh Ninh Bình nhá. Đã có một giao dịch rất là trong làng cây đây. Vâng. Và xin mời cả nhà mình cùng ngắm tác phẩm rất là quý. Quý vị ngắm tác phẩm mà quý vị ngắm Kim Cúc một chút nữa nhá. Ngắm Kim Cúc thì ngắm suốt rồi. Chúng ta ngắm trở lại với tác phẩm. Đây là cái cây xanh Nam Điền rất giả quý vị ạ. Nét chùn ra voi. Lộ rõ quý vị đây. Mang được mà anh. Cả bộ râm đẹp lắm. Lấy nhỏ đi. Không bạn này bạn lấy được đấy. Cảm ơn Đức Huy nhá. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Anh chúc và cảm ơn và chúc mừng anh. Anh thì anh lên lấy mic rồi anh gọi Dũng mà. Đây là anh. Anh không có giấy, cái này hôm em nhờ anh em mang đến có con giấy mà để em hỏi em ở bên ban tổ chức. Một thông tin rất vui quý vị ạ. Và đến đây Bosado cũng xin phép dừng lời đây. Trước khi chia sẻ cuộc giao dịch tại triển lãm Lê Bình, xin phép được tạm dừng.